não, thậm chí chúng ta có thể là khóc, rơi lệ. Nhưng mà con vật dường như có rơi lệ á, nhưng mà cái cười thì tôi không thấy. Ví dụ bây giờ á, mình có nuôi hai con chó đi, các vị muốn biết con chó mình buồn vui thế nào, mình để ý mình biết ngay. Tôi từng chứng kiến cái cảnh tượng này. Ví dụ hai con chó mà chúng ta đem đồ ăn cho một con, chúng ta ngồi vuốt ve con, còn con kia nó đến cái chúng ta đuổi nó ra, thì chúng ta sẽ nhìn cái vẻ mặt, cái cử chỉ nó, chúng ta thấy nó tội nghiệp dữ lắm. Nó không dám cắn mình, nó không dám phản ứng, nhưng mà thấy nó làm sao nó có một cái vẻ gì thấy rất là tội tội, nó tủi tủi cái gì đó. Có thể nó không lý giải và tư duy được như mình. Nó mình ve vuốt con chó, mình cho ăn con chó, còn con kia lại cái mình đuổi ra, đuổi ra. Mình thấy nó đi danh, thấy nó tội nghiệp dữ lắm luôn á. Mỗi lần mình thấy vậy cái mình ngoắc, mình kêu nó lại một cái coi. Các vị thấy cái cử chỉ nó biểu hiện gì? Cái đó cũng là buồn vui của một chúng sinh, đó là một xúc vật á. Nhưng mà nó không có một cái ý thức như mình, cho nên nó không biểu hiện hết cái điều này. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng đây là một trạng thái tâm lý buồn vui của con người, đó là hai mặt của cuộc đời. Không ai trên cuộc đời này chỉ có buồn mà không có vui, và ngược lại. Chỉ điều quan trọng nhất trong một kiếp làm người của chúng ta, nếu có tu học, các vị sẽ làm cho cơn buồn mình ngắn đi và niềm vui sẽ dài hơn. Nếu chúng ta thiếu tu học thì chúng ta sẽ làm cho cơn buồn mình dài hơn và niềm vui mình ngắn hơn. Trong cái trạng thái tâm lý thông thường là như vậy. Cho nên hai mặt của cuộc đời buồn vui, không thể nào cuộc đời chỉ có vui mà không buồn, và ngược lại chỉ có buồn mà không vui là không có. Bùi Giáng từng nói sao? Ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Có nghĩa là trong kiếp người buồn cũng có, vui cũng có, nó là như vậy. Nhưng mà con người chúng ta cảm thấy rất là mâu thuẫn. Tất cả các vị ở trong đây, các vị có cảm thấy là cảm giác sợ buồn không? Hả? Có cảm thấy sợ buồn không? Ai có cảm giác sợ buồn đâu, đưa tay lên đây. Vậy là những người không đưa tay là không có cảm giác sợ buồn phải không? Xin thưa với các vị, con người chúng ta thì cảm thấy sợ buồn, nhưng mà chúng ta thích buồn. Chúng ta hay tạo ra nhân tố buồn. Ví dụ bây giờ á, xin thưa các vị, buồn thì ai cũng sợ cả, nhưng mà thích lại nghe nhạc buồn, hay là nhắc đến những danh ca buồn, chúng ta cảm thấy, chúng ta khen cái đó lại sao? Buồn chúng ta cảm thấy hay không? Hay. Ví dụ bây giờ ngày xưa đó, thầy tôi lúc còn sanh tiền đó, mỗi lần nhắc đến đệ nhất danh ca miền Nam đó là ai? Út Trạo Hôn, có phải không? Ở đây có ai biết giọng cải lương Út Trạo Hôn không? Buồn hay vui? Quá buồn đi, nhưng mà không bao giờ thầy tôi gọi là buồn. Mà thầy tôi dũng tiếng gì các vị biết không? Ai nói trúng thử rồi. Giỏi, công nhận các vị chắc vậy đó. Xin thưa các vị, mỗi lần nhắc đến đó, tôi nghe giọng Út Trạo Hôn ca rất là buồn. Nhưng mà thầy tôi nói là giọng mùi thôi là mùi. Có nghĩa là cái đó là khen là hay. Ví dụ bây giờ giọng hát của chị là Tuyết, hay là của chị Phượng Liên gì chẳng hạn, hay là giọng của Thanh Sang chẳng hạn. Tất cả những cái giọng ca đó, nếu nói về vấn đề nghệ thuật hay là này kia là tuyệt vời rồi. Giọng rất là mùi mẫn, rất là thấm thiết, nhưng mà trong đó nó buồn thôi là buồn. Nếu mà chúng ta nghe một người ngoại quốc mà ca như vậy, người ta nghe tiếng ca như vậy, người ta sẽ chịu không nổi đâu. Người ta sẽ sống rất sôi động trong cái trầm lắng như mình. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng con người chúng ta rất mâu thuẫn, rất sợ buồn và cảm giác buồn chúng ta rất đau khổ. Nhưng mà khi nghe những điều đó, chúng ta cảm thấy là thích nghe những điều buồn như vậy. Cho nên chúng ta rất là mâu thuẫn với nhau. Buồn nó cũng là cái hay, đôi khi nó cũng là thú vị thật. Nhưng mà chúng ta phải để ý chỗ này. Chúng ta đọc tác phẩm truyện Kiều, chúng ta có nhớ rằng khi mà Từ Hải bị chết với cái tay của Hồ Tôn Hiến, rồi Thí Kiều phải về với Hồ Tôn Hiến để phục vụ đàn, thì lúc đó Thí Kiều rất đau khổ, và Hồ Tôn Hiến buộc Thí Kiều phải đàn cho mọi người nghe. Thì lúc đó Thí Kiều mới đàn những cái bản nhạc thê thảm, thê lương. Thì lúc đó Hồ Tôn Hiến mới khen câu sao?
rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào, lựa chi những khúc tiêu tao, dột lòng người cũng nao nao lòng mình. Đó là lời của Hồ Tấu Hiến, tức là hay lắm á, nó buồn tới thiểu não, buồn ghê gớm vậy đó mà rất là hay. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta nghe nhạc, tôi nhìn lên cái các cái list nhạc phần lớn, chúng ta cũng cảm thấy đó, mặc dù nó có buồn nhưng nó có một cái gì, các vị thấy rằng nhạc ca kịch phim ảnh dường như nó không có cái buồn trong đó, chúng ta không thấy nó thú vị phải không? Không thấy nó nên thơ đúng không? Phần lớn nó phải có cái gì đó, nó gây xúc động, gây buồn. Chúng ta sợ buồn mà thích coi những cái đó, thích coi cái gì nó tỉ tê, nó mang mát, nó quan trái, nó đau khổ, nó nảy kia kia nọ đó. Coi mà trong lòng chúng ta rai đứt từng đoạn ruột đó, chúng ta khoái lắm. Hay à, phim này hay à, cải lương này hay à. Hay bằng những cảm xúc đó. Một tác phẩm này hay có nghĩa là sao? Đọc vô cảm thấy tỉ tê, đau khổ, chúng ta muốn điều hóa thân làm người đó để đau khổ phụ với họ luôn. Thì những cái đó chúng ta gọi là hay. Cho nên những bản nhạc mà chúng ta nghe như hay là gì? Thành phố thì có gì? Thành phố buồn phải không? Thành phố buồn gì? Lắm tơ vương cơn gió chiều lạnh buốt im điềm gì đó không? Phải không? Biết nữa. Chặt cho tôi không? Phượng thì gì? Phượng buồn. Nó rồi bài hát nhiều thứ buồn lắm. Chuyện tình buồn, tất cả mọi thứ chúng ta nghe gì cũng buồn hết. Mưa, mưa gì? Mưa buồn nữa. Quá chừng nhiều thứ chúng ta cảm thấy nó như một cái gì nên thơ, mâu thuẫn. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng cái đó là hạt giống của tâm thức. Hạt giống này cho nên nó mới làm cho chúng ta chập chờn trong đau khổ. Những ai mà có cảm giác mà thích về những cái điều này buồn, thích cỡ những cái bài hát của Chế Linh rồi như vậy đó, thì trong lòng chứa mang mát những tình cảm mà theo xu hướng buồn và đau khổ. Tự mình làm khổ mình từ những hạt giống ban đầu, chúng ta nên nhớ vậy. Nó là một sự thật của cuộc đời thôi. Buồn vui là việc của tất cả các vị. Nhưng mà chúng ta là một con người, thường thường chúng ta không nhận ra cái đó, mà chúng ta bị xu hướng đó, nó làm chúng ta điên đảo. Rồi chúng ta chấp nhận số phận, chúng ta chịu đựng nó, và chúng ta cảm thấy lăn lộn với cuộc đời như vậy. Và chúng ta cảm thấy những lúc giai thoại buồn đó, nó làm chúng ta thấy cuộc đời nên thơ. Thì bây giờ cách nay chắc cũng 5-7 năm gì đó, lúc tôi còn ở chùa Giác Ngộ, có một vị thầy đó thì cũng trạng trạng như tôi vậy. Cái một hôm đó tôi thấy ông ngồi ông ngậm điếu thuốc, ông nhìn về hướng mặt trời xa xăm. Ông biết lâu quá ông nhớ là buổi chiều hay buổi sáng nữa. Ông ngồi ngay cửa ra vào vậy đó, ngồi cái hai tay chống lên rồi cái nhìn xa xăm. Cái tôi nói: "Thầy làm gì thầy có vẻ buồn dữ vậy?" Cái ông trả lời tôi câu nói là: "Tôi đang tận hưởng nỗi buồn." Tôi nghe câu tôi giật mình các vị ha. Tận hưởng nỗi buồn có nghĩa là buồn đó, nhưng mà người ta đang nhìn ngắm, hay là để làm thơ, hay là để làm cái gì đó, hay là để cảm nhận nó như một cái gì đó, để thấy nó thú vị trong cái cảm giác này. Thật ra có những khi nhà thơ người ta cũng xuất thần những bài thơ từ những cảm giác buồn này. Và đời chúng ta thường là như vậy. Chúng ta thấy rằng có những bài thơ buồn, những bản nhạc buồn, những chuyện tình buồn, những này kia, nó làm cho con người chúng ta có một cái chút gì đó mênh mang trong lòng, mơ mơ hồ hồ. Và dường như chúng ta thả hồn theo những cái tâm trạng như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái hạt giống này chúng ta phải tự kiểm thảo lấy. Những lúc đó chúng ta phải tự biết ngay. Các vị cứ tận hưởng nỗi buồn một cách thoải mái, đó là trạng thái của các vị. Nhưng mà xin thưa các vị, tất cả chúng ta phần lớn ai cũng có những tâm trạng này, dường như trong một ngày niềm vui không có nhiều. Và chính cái đầu của chúng ta đó, có những lúc chúng ta được trống trải yên phận để có những cái tháng ngày hay những thời gian để mà thảnh thơi yên lòng, thì chúng ta lại dệt lên bao nhiêu thứ ở trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ ra những điều không có thật. Rồi hoặc là bây giờ những điều mà chúng ta cảm thấy rằng đã trôi qua rồi, bây giờ chúng ta móc lại 5 năm trước, 10 năm trước, chuyện hôm qua, hôm kia gì đó, móc ra tất cả những chuyện này để làm cho mình phải cay xé, phải buồn tủi,
thậm chí suy nghĩ lại những quá khứ để khóc thúc thích một mình. Phần lớn chúng ta phải nhận diện ra được những chỗ này. Chúng ta cảm thấy như vậy đó, là chúng ta khóc như vậy chúng ta mới thấy mới đã. Nghĩ đi rồi khóc, mà có những chuyện khóc 5 lần 7 lượt, cứ nghĩ tới nghĩ lui để khóc, để buồn, để thê thảm như vậy đó, mà chúng ta nuôi hoài ở trong lòng. Chúng ta làm cho mình héo hắt như vậy. Và chúng ta nên nhớ rằng buồn nó có nhiều cái lý do, nhưng mà căn bản phần lớn chúng ta thấy rằng những trạng thái này chúng ta có được, phần lớn nó qua một số cái biến cố như thế này. Phần lớn là những trạng thái cô đơn. Cô đơn có buồn không? Ở đây có ai bao giờ cảm thấy cô đơn chưa? Hả? Có mà cũng đâu dám nói không? Xin thưa các vị, ai mà nghe cái bài giảng thầy giảng ý nghĩa sống độc thân thì có loáng thoáng hiểu được cái này. Cô đơn sẽ dẫn đến đau buồn, buồn tủi. Tuyệt vọng sẽ dẫn đến buồn. Thất bại sẽ dẫn đến buồn. Tình tan vỡ sẽ dẫn đến buồn. Hy vọng không còn sẽ dẫn đến buồn. Tất cả những phần lớn, những ước mơ của chúng ta không đạt, chúng ta sẽ dẫn đến buồn. Và đây là những cái khuynh hướng mà chúng ta cảm thấy để đem đến buồn. Nhưng quan trọng nhất là buồn có giải quyết được vấn đề gì hay không? Đây là vấn đề chúng ta cần đặt ra. Xin thưa các vị, một cái chuyện này rất là nghe nó cũng có cái gì nó mùi thiệt á. Đó là cũng cái chuyện mà về buồn, về nhớ nhung. Nhớ nhung có buồn không? Chúng ta đi xa nhà, nhớ nhà chúng ta buồn chứ. Chúng ta đi ra nước ngoài chẳng hạn, hay là chúng ta làm ăn xa, chúng ta cũng nhớ người thân, chúng ta nhớ người yêu, chúng ta nhớ cái gì cây đa bến nước gì đấy, cũng làm cho chúng ta nao nao, buồn và cảm thấy trống vắng một cái điều gì đó. Thì hai vợ chồng của vị này là trên 60 tuổi rồi các vị. Trên 60 tuổi thì cũng không già lắm, nhưng mà như vậy là cũng bắt đầu thọ rồi. Gia đình này có một đứa con gái gả sang Đài Loan. Thì hai vợ chồng này xưa nay chưa bao giờ là rời xa nhau cả. Sống ở một thôn quê bình thường vậy thôi. Thì con nó mới về, nó mới bảo lãnh mẹ nó đi sang bên Đài Loan. Thì ông ở nhà ông không có cho. Ông nói là tôi với bà chưa bao giờ đi xa như vậy, thôi đừng có đi. Thì ông ngăn cản, như bà nói thôi để đi qua bển với con, thăm con rồi này kia cái nọ, để coi nó bển làm sao, đi cho biết rồi về. Xin thưa thật với các vị, bà đi chỉ có vỏn vẹn một tháng thôi. Nhưng mà trong một tháng đó, biến cố ở quê nhà xảy ra điều gì? Điều là làm cho ông bắt đầu ông tự nhiên, khi bà đi rồi, ông ở nhà lo lắng một cách vu vơ và buồn. Ông buồn cảm thấy cô đơn, vắng bỗng nhớ. Bắt đầu mới điện, ông kêu bà nên về. Thì bà nghĩ là ông giống như ông kêu bà về với một lý do gì vậy thôi. Nhưng mà thật ra trong lòng ông bắt đầu ông bị xúc não á các vị biết không? Nhớ xúc não bắt đầu ông bệnh, ông mới lên tăng xong, ông ảnh hưởng đến não, rồi ông ảnh hưởng đến tim, rồi ông hưởng các bệnh, rồi ông mới nhiều lần kêu bà về thì cũng lần nữa, lần đi lần khó. Cho nên rồi sau đó mới đưa ông vào bệnh viện. Thì trong lòng ông cũng nghĩ rằng khi ông bệnh như vậy, ông vào bệnh viện thì ông cũng nghĩ là trong lòng chuyến này là bà về đó là ông xé bắt đo. Ông không cho bà đi nữa, bởi vì ông cảm thấy nhớ nhung đau khổ quá, ông chịu không có nổi. Thì khi mà cuối cùng vào bệnh viện thì bệnh càng ngày càng nguy cấp. Trong đó bệnh trồng bệnh cộng với sự nhớ nhung buồn bã khi tuổi già, thì lúc đó cơn bệnh ông mới đến độ là nguy ngập. Thì dẫn đến cuối cùng là khoảng một tháng bà tranh thủ bà phải về. Khi báo tin là ông vào bệnh viện như vậy đó, thì các vị biết điều gì xảy ra? Giây phút cuối cùng cũng không đợi được nữa các vị. Khi bà này vừa về tới sân bay chạy vào bệnh viện đó, thì từ ngoài cửa đã kêu ông ơi rồi. Nhưng bên này trong ông bắt đầu đã liệm chết rồi. Thì bắt đầu máu trong cổ trào ra. Thì ở đây tôi thấy rằng á, có những cái nỗi buồn mà con người mình nó nuôi á một cách ghê gớm thiệt á chứ. Cái cảm xúc nhớ nhung này thì tôi không biết nó là cái gì. Đôi khi ai mà có xa người thân hay là có những cái người yêu hay gì đó, thì các vị có mỗi cái khoảng cách á, mỗi cái tình cảm đó, nó có cái nhớ nhung khác nhau. Chúng ta nhớ nhung về cha mẹ nó khác, chúng ta nhớ nhung về vợ con nó khác, chúng ta nhớ nhung về người yêu nó khác, chúng ta nhớ nhung về bạn bè nó khác, chúng ta nhớ nhung về quê hương nó khác.
Mặc dầu vẫn có những nỗi buồn, những cảm giác nhớ nhung như thế,